Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lincom Yixin. E Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Lincomycin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần: Lincomycin, tá dược và nước cất vừa đủ. Chỉ định: Những khuẩn nặng ở tai, mũi, họng, viêm phế quản phổi, những khuẩn ở da, mô mềm và xương khớp, những khuẩn đường sinh dục, những khuẩn huyết và sau các phẫu thuật vùng bụng. Liều dùng: Tiêm bắp Người lớn 600mg đến 1.800mg mỗi ngày Trẻ em từ 30 ngày tuổi trở lên 10mg đến 20mg trên 1kg mỗi ngày Tiêm truyền tĩnh mạch không tiêm tĩnh mạch trực tiếp Pha vào dung dịch natri chloride hoặc dung dịch gluco đẳng trương Người lớn 600mg cho 2 đến 3 lần mỗi ngày Trẻ em từ 30 ngày tuổi trở lên 10mg đến 20mg trên 1kg mỗi ngày, chia 2 đến 3 lần. Dạng bào chế Dung dịch tiêm Nhà sản xuất Công ty dược phẩm Vĩnh Phúc Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Lincom e đồng thời biết cách sử dụng Lincom e sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.